Chị xin chào ông bà cô chú. Chị vào ngay lại cho mẹ coi. Ngay lại. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Hello cô chú anh chị ơi, sáng nay chuẩn bị đi. Hôm nay Kim đi làm ha, chị đi học. Ba chị thì làm việc ở nhà tuần này. Ba chị sẽ chở chị đi học. Chiều Kim cũng phải đi làm về sớm nữa. Để giữ chi tại vì ba chị mất làm việc á. Không có muốn em chi cho làm ồn. And you don't want to say hello? Sorry, babe, I'm just deep in thought. Deep in thought, me. Daddy, what the deep in thought, too? Then you want some sandwich or not? No, babe, I'm okay. Don't press anything. Don't press anything. I wish I could be like you. I wish I could do it. You're so ugly, con ạ. Rồi ăn lẻ đi con à. Nhanh đi. Buổi sáng cơm chi nè ông bà cô chú, ở đây chỉ có bánh mì với lại thịt nguội, phô mai và có cam nữa. Chị ăn đi. Một cái đống đồ Kim mua kìa, Kim để phía đằng kia kìa. Mà hôm nay Kim đi làm rồi chưa có dọn được, chiều về phải đi mua đồ ăn nữa. Là chắc phải cuối tuần mới dọn được đó, bây giờ để đó luôn đó cô chú anh chị. Tối nay sáng ra, honey don't want anything. I'm okay, thanks babe. Too much to do. Tony dạo này có cái quầy này, cứ ở nhà nó cứ làm việc ở đây nè, đừng mốt đừng chiếm chỗ làm việc của tôi luôn nha trời. Tại vì nóng quá ban ngày, nóng trên lầu nóng, mọi người xuống đây ngồi thoải mái hơn nè. Làm cái nhà bếp Kim dọn dẹp xong hết rồi, cái mai mốt Kim sẽ dọn dẹp cái phòng làm việc cho ảnh nữa. Chắc các bà cứ chú gửi điện thoại vậy. Đến đâu rồi nè ông bà cô chú ơi. Chạy trong kêu luôn đó. Chị thấy bạn học, bạn thân chạy quá trời luôn. Xin chào con bà cô chú. Mai chị làm gì, chị sắp giỏ làm gì á? Cherry. Hi Cherry. Hi Cherry. Rồi con leo lên được không? Rồi đứng lên. Con đứng đàng hoàng, đứng cái chân. Okay. Rồi con cầm giỏ để mẹ mở cái đó ra, từ 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 từ. Để mẹ mở này ra cái đó. This is a giant cherry. Thấy mai chưa? Uh-huh. Trời ơi, nhìn nè. No. Wow. Like you hold this. Từ từ. Để mẹ máng vô đây đi. Máng vô đây nha. Uh-huh. Quá trời, cái chùm này thấy mai không chị? Ui trời. Ái trời, trời. À, bữa giờ Kim đã dành, Kim không có hái đó. Kim để cho chi rồi, bữa nay đi học về nay chín quá trời luôn nè. Mà cô chú ơi, hái mai chưa? Ngon. Uh-huh. Ngon không? Đó, thế này chưa chị? Hả? Nhiều quá. Ah, man, there's a burger. There's a burger machine. Chị nó tiểu thư đài cát, chị sợ không có con gì nó đu nó cũng sợ hết trơn. Hái đi chị, thấy mê quá hả chị à. Trời ơi, đây nè ông bà cô chú ơi. Ông bà cô chú nhìn nè. Thấy mê chưa? Mê. Nhiều lắm. Ừ. Rồi chị cầm đi, cầm hái đi. Mẹ xuống. Đây kìa, đặt quá luôn, đứt thật. Đây nè, cái nào màu đỏ là hái hết á. Nè chị hái đi. Mẹ kẹt đặng cua đi kìa. Ok, we have everything. This is all but ready. Everything ready. Kẹt đặng quá. Này. Đúng rồi, giỏi chứ. Dễ không? Mẹ, tôi lấy bộ sao chế đâu. Đây còn nữa nè, chị hái đi. Nhiều lắm chứ à. Ok. Thôi cho dưới đây nè, dễ hái rồi chị nè. Chị
đứng ở trong đi, đứng gần trong đây nè, nè cái chùm này nè, chị hái nguyên chùm này nè, đó chị hái hết luôn đi, hái là một cái thôi, gớt gớt đất. À, tôi chào. Mê quá à chị à, để mình hái cái gì? Trời ơi, con chim nó ăn hết mấy trái rồi, con chim nó ăn rồi chị nè. À? Ừ. Cải nó đi cho nó ăn đi. Trời ơi, nguyên cái chùm này thấy mê, cái chùm này nữa nha. Mê quá. Hái hết đi, để mai mấy con chim nó ăn này, hái vô nhà 2-3 ngày là nó chín à. Dạ phải vô trong mà mới hái được chi à. You want a girlfriend, you want a work friend, you want a woman, want a wife. Mà năm ngoái nó cũng có trái nhiều lắm mà. Nó có che đậy cái gì á. You want a girlfriend, you want a woman. Hết rồi chi, còn mấy trái là để dành cho nó đẹp đi. Wow, một rổ luôn này chứ nè. Ê hai nào. Thấy mê quá hả? Để mình cho ông bà cô chú coi thành quả. Đây nè ông bà cô chú ơi, thành quả hả mọi người? Nguyên một năm của một cái cây cherry. cherry này Kim trồng ở trong chậu đó. Cái này nè, chậu này nó nhỏ chứ không được chậu lớn nữa. Lúc trước Kim định là trồng ngoài sân ngoài trước, nhưng mà bà nội chi nói là thôi đừng trồng ngoài sân chặt gỗ lắm. Cái cuối cùng Kim muốn trồng luôn trồng chậu, mà chắc năm sau Kim sẽ dời ra ngoài đất quá. Chứ ở trong chậu mà kiểu như 2 năm rồi đó, mà nó cũng không có bự nhiều. Lúc Kim mua là nó cũng cỡ đó rồi đó, nó nhỏ hơn có chút xíu thôi. Mà 2 năm rồi nó cũng không có lớn nhiều nữa ha. Đây nè, nó ở trong chậu cho nên nhìn nó không có được mướt mát đó mọi người. Mà cái chậu cũng không được lớn nữa. Ủa chị không có ăn dâu, ủa cherry hả? Nó nha. Bà Chí vô nhà vẽ nữa rồi ông bà cô chú ơi. Con vẽ nữa hả? Trời ơi. Bây giờ Kim Tony sẽ chở Kim đi siêu thị mua đồ ăn mọi người, tại vì ngày mai là Tony đi đi cái gì Spain, Tây Ban Nha hay gì đó, Barcelona, ở thành phố Barcelona dẫn Kim hai chị đi đó. Theo cái câu lạc bộ bóng đá đi đá banh nha mọi người. Cái hoa này bữa nay nó nở nhiều rồi nè. Màu đẹp cho mọi người. Cái hoa này nữa nè, bữa nay nó ra quá chừng hoa luôn. Dễ thương chưa? Đẹp quá chừng nè. Xinh xơi luôn. Có một cây thôi đó. Đẹp nhiều quá. Cái này là có hai cây trong trồng một chậu. Còn cái phía bên đây nè là một cây nè, cây màu hồng. Cái chậu này bữa nay Kim giờ ra đây luôn. Đây nó nở ra màu tím nè mọi người, giống như cái chuông vậy đó. Nó treo lủng lẳng là dễ thương chưa nè. Nhiều nụ dữ lắm luôn, cái này mới mốt nó nở ra nhìn mê lắm. Đẹp chưa mọi người? Cây hồng của Kim tới bữa nay vẫn còn hoa nữa ha. Vẫn còn rất là nhiều nụ luôn. Cây hồng này hôm bữa nó nở một đợt rồi. Nó, cái Kim cắt, Kim bỏ rồi đó, nó tàn cắt bỏ nên nó ra nụ nữa nè. Từ những cái nhánh mà mình cắt bỏ nó nhảy nhánh ra nữa. Rồi nó mọc nụ lên cũng lớn rồi nè. Mà nó rất là nhanh đó cô chú anh chị. Nó rất là nhanh mọc được rồi ra nụ luôn. Nhanh ghê luôn á. Hoa ly. Cái hoa ly bữa nay nụ nó cũng nhiều rồi nè. Mà cây cẩm tú cầu của Kim năm nay sao nó ít hoa quá hả? Cà chua của Kim nè. Cà chua bữa nay nó ra bông rồi. Nó ra bông rồi nè. Đó. Nó nhiều chùm bông lắm. Bữa có cô chú hỏi Kim sao không trồng rau Việt Nam ăn. Đây là kết quả rau Việt Nam đây mọi người. Cải bẹ xanh nó ra bông hết trơn luôn, lý do là mình đem cái hạt từ bên Việt Nam qua đó, nó không có quen thời tiết, không chịu lạnh được. Nó mọc có chút xíu như vậy nè là nó đã ra bông rồi đó, nó xíu thì ra bông rồi. Cái mấy anh chị, Kim thấy mấy anh chị bên này nói là cái cải Việt Nam á, mình phải qua đây mình trồng một lần đầu, mình lấy bông, mình lấy hạt, rồi mình để giống, mình trồng lần sau nữa mới có ăn. Chứ cái lần đầu tiên mà trồng á là không có ăn, do là cái khí hậu Việt Nam đó. Đây cũng hạt cải ngọt đem từ Việt Nam qua nè, gieo không được hả mọi người, nó cũng lên bông luôn. Kim tính là gieo chút trong này nè, nó lên chừng bao nhiêu đây nè, 2-3 nấc lá rồi đó, mình đem ra mình cấy bên ngoài.
nhưng mà nó lên cái chút xíu đã ra bông rồi, cuối cùng không thành cái luôn, để cho nó cao thòn lòn luôn. Rồi cái này nó cải thề của Kim, mà Kim mua giống ở bên này mà nó cũng ra bông, lý do là cái nhà bếp của Kim làm chưa có kịp đó, không có ăn mà để rất nó cao nó ra bông luôn đó mọi người. Nó cải thề cũng mập cũng ú ha, nhưng mà nó ra bông hết trơn rồi. Đây là cải xà lách Kim trồng nè, mấy cải ngọt lúc trước Kim cấy ra thử đó, nhưng mà nó vẫn ra bông hết mọi người. Cái xà lách là giống của anh Kim trồng, mấy con sâu nó bò lên tới đây luôn rồi. Xà lách nó tốt hay chưa, cái rau của bên này thì nó tốt. Giáp cá nè, Kim có trồng rau giáp cá. Giáp cá thì Kim đã hái lá ăn mấy lần rồi, cũng nở trổ bông luôn rồi. Kim có cắt nhánh đó, mấy cái này hôm bữa Kim không cắt nhánh mà Kim hái lá luôn, nó nhảy tược nhiều nè. Mấy này Kim cắt ngang cho nó mọc tược lên mà bị xì lất nó ăn luôn. Cái cây cà pháo lộn, cái cây cà tím, cà tím Kim trồng đó, Kim tính là nó nhám nhám không bị sên, ăn ai dạng sên cũng ăn luôn. Còn cái xả này nè, lâu ghê chưa, tới bữa nay nó mới lên tược cái chút xíu à. Có rau răm, cái chậu rau răm đâu rồi ta, chậu rau răm Kim Kim giờ lên kia rồi, nó trên đó đó, chậu rau răm Kim trồng trong cà chua luôn. Cái ớt này, cái ớt cũng cũng không có mọc nổi luôn. Cái ớt cũng bị con xì lất ăn, cho thấy nó ra bông rồi nè mà không biết làm sao nữa. Hẹ, những cái hẹ này nè là Kim mua hạt Kim gieo hả mọi người, nó lên ốm nhất à. Đây rồi, hẹ này chịu lạnh được, điều nó không có mập thôi, nó lâu mập á. Là tóm lại là như vậy thôi đó, rau Việt Nam không có trồng nhiều, chứ là trồng không được. Với lại Kim không có tay trồng rau hay sao, Kim trồng hoa thì được, trồng bông trồng hoa ở bên này mình dễ trồng, còn cái rau Việt Nam rất là khó trồng luôn. Với lại bên này thứ nhất là thời tiết khắc nghiệt nè, thứ hai nữa là ốc sên xì lất dữ lắm luôn, muốn trồng được. Cái cây hoa hồng này bữa nay nó cũng ra thêm nụ nữa nè mọi người, cái hoa hồng này rất là thơm luôn, cái bông nó rất là lâu luôn ha. Đây nè, trong này nó giống như nhìn có mấy cái bông vậy đó. Giờ Kim sẽ chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn. Đây này em Chi nè, em Chi đi siêu thị đẩy xe, ở đây có cái xe nhỏ xíu cho em bé đẩy dễ thương chưa, rồi còn ẵm em theo nữa, một tay ẵm em một tay đẩy xe, quá trời giỏi luôn rồi, cực khổ dữ gì không biết. Có nhiều trái cây đó mọi người, đi ra tính tiền mà cô chú ơi. Kim mua nhanh 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 đi về á, tối rồi ăn tối nữa nên là không có quay. Anh Chi kìa, anh Chi có cái xe Chi nè, để lên đây, đem lên đây nè Chi, để lên đây nè con, để cái xe lên đây, để lên đó em Chi. Em Chi chọn, em Chi chọn những cái em Chi thích là bánh donut nè, rồi da ua nè, cái này ăn nhẹ nè cô chú anh chị. Lại đi cửa hàng đồ chơi mua đồ chơi cho bạn Chi nữa nè cô chú anh chị. Ở đây có cái đồ chơi này người ta để cho mình chơi thử nè đó, em Chi mê rồi. Thứ bảy này sinh nhật bạn Chi cho nên là đi vô đây tìm một món đồ chơi. Ôi trời ơi, cao dữ vậy ta, tới nóc nhà luôn kìa. Chi mê rồi. Ấy trời ơi, trời 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 trời, trời. Ghê thiệt ta, lát vô con đi về. Put it back over there. Put it next to it. Just put it on the floor next to it. There you go. Right, let's go. Chi chọn một cái con búp bê cho bạn Chi. Một con búp bê gì đâu mà tóc đỏ chè đỏ chẹt luôn. Which? This? Can we